Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Cậu tại tổ miếu ký đến, xuất miếu đã vô địch. Viêm dương vốn là sinh hoạt ở hiện đại 996 có chí thanh niên, một lần ngoại ý muốn, xuyên qua thành đại viêm quốc bị giáng chức đến tổ miếu quét trác cửu hoàng tử, đồng thời thức tỉnh hệ thống, mỗi ngày ký đến, tu vi, võ kỹ, kiếm ý vân vân cái gì cần có đều có. Đinh Ký được thành công, đạt được năm đạo hoàng quyền. Đinh ký được thành công đạt được bách thảo đan đinh ký được thành công đạt được kiếm ý mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước một chương đây là xuyên qua nên có sức mạnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đại viêm quốc ngoài thành đế đô trong tổ miếu một thiếu niên cầm chổi vung cánh tay quét sạch lá cây trên mặt đất. Thiên ý trêu người a. À. Quét một hồi, viêm dương yên lặng thở dài một hơi. Không ai biết, lúc này, thiếu niên tuổi trẻ thân thể ở chính là cái trưởng thành linh hồn. Viêm dương, tên cũng không thay đổi, thay đổi chỉ là hoàn cảnh, thân thể, còn có linh hồn. Hắn vốn là sinh hoạt tại năm sao cờ đỏ người trưởng thành, mỗi ngày 996, ban đêm đèn đuốc rượu xanh, ban ngày đi làm, cuộc sống muôn màu muôn vẻ không nghĩ tới ý trời trêu người đem hắn đưa tới cái này thế giới xa lạ lấy tới liền lấy tới dù sao xuyên qua nhân sinh nhưng là hắn thậm chí trên mạng phần lớn mọi người mộng tưởng ai chưa từng có được một cái xuyên việt giả mộng nhưng thân phận bây giờ viêm dương cửu hoàng tử đại viêm quốc đã từng thân phận tôn quý bởi vì một lần biến cố bị giáng chức thành tăng quét trác tổ miếu nguyên thân cũng bởi vậy mà tức giận hồn về tây thiên bị hắn mạc danh kỳ diệu thay thế. Căn cứ trí nhớ biểu hiện, nguyên bản hắn là muốn bị chém đầu, nhưng bởi vì hắn không có tu luyện thiên phú mà bị giảm hình thành sung phối thủ tổ miếu. Đại viêm quốc lấy vũ lực quốc, cho dù là hoàng đế cũng phải có cường ngành tu vi, cũng chính là bởi vậy hắn mới miễn chết, bất quá nguyên thân vẫn là chạy không thoát tử vong vận mệnh. Đã đến thì cứ an chi, về sau ta và ngươi chính là một người, ta nhất định sẽ mang theo nhìn khắp thế giới này phong cảnh viêm dương yên lặng thề mà về phận hắn vì sao có sức mạnh như thế đây là sức mạnh xuyên việt nên có ân rõ ràng bên trong giống như có người lên tiếng đồng thời hắn cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều đại viêm ngươi đã không cần ta đứa con này như vậy chúng ta liền đường về cầu về cầu viêm dương ngẩng đầu nhìn bầu trời thầm nghĩ đinh ký chủ hồn thể phù hợp viên mãn hệ thống mở ra bên trong hệ thống quét hình trói định hệ thống viêm dương kích động thiếu chút nữa đem chổi trong tay ném đi cũng may hắn khắc chế kích động trong lòng yên lặng chờ đợi ở kiếp trước hệ thống chính là buj tồn tại chỉ cần ngươi có được đó chính là súng chim đổi pháo người người đều muốn có được hắn cũng không ngoại lệ đinh hệ thống trói định thành công xong rồi viêm dương đang chờ đợi vẻ mặt mơ hồ hệ thống ngươi có chức năng gì có quà cho người mới không? Hệ thống có nhiệm vụ hay không? Hệ thống Liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề không được đáp lại, viêm dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Hệ thống này rất tức giận. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục công việc trên tay. Lại qua một giờ, viêm dương lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía trước. Quét xong phía trước thái tổ miếu, hôm nay công tác liền kết thúc, cái này quỷ hệ thống thật là... Viêm Dương trong lòng oán giận nói. Có hệ thống không giống nhau. Tiếp tục. Viêm Dương tiếp tục phấn đấu, trong lòng tuy rằng phun tào, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, hệ thống có khả năng đang khảo nghiệm hắn, tự như chém 9999 cùng trúc tử mới có thể tu luyện giống nhau, nói không chừng hắn cần quét rác đầy bao nhiêu ngày hệ thống mới cho khen thưởng đây. Đúng, hẳn là như vậy. Viêm Dương yên lặng động viên mình. Hắn cầm chổi vừa đi vừa quét, chậm rãi tới gần miếu thái tổ. Đinh, kiểm tra đo lường được thích hợp ký đến điểm, ký chủ có hay không ký đến. Khi hắn bước vào tổ miếu trong nháy mắt, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Tới ngay. Ký vào. Viêm dương học cách làm của những người xuyên việc kiếp trước, mặt niệm nói. Đinh, ký đến thành công, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thái cổ nhân hoàn thể. Ôi! Viêm dương kích động còn lại theo bản năng hỏi. Hệ thống, nơi nào đều có thể ký được sao? Hỏi xong hắn mới ý thức được dư thừa của mình. "Đinh, ký đến cần đặc biệt điều kiện, phàm ẩn chứa đạo vận địa phương đều có thể tiến hành ký đến, đạo vận nồng đậm địa phương có thể lặp lại ký đến." "Chú." "Mỗi ngày một ký, đạo vận càng mạnh, ký đến thu được càng tốt." "Nơi đây có thể ký lại." Thì ra cần ẩn chứa đạo vận mới có thể ký được, trách không được trước đó hệ thống không nhắc nhở cũng không trả lời tại sao hệ thống không trả lời câu hỏi của tôi lại ăn bế môn canh viêm dương sờ sờ cái mũi cũng may nơi này chỉ có một mình hắn không ai nhìn thấy hắn xấu hổ thái cổ nhân hoàng thể viêm dương đem lực chú ý chuyển tới được nhân hoàng thể trên người theo hiểu biết người này hoàng thể là đại viêm quốc khai qua hoàng đế độc hữu thể chất sau mấy ngàn năm cũng không nghe nói ai có qua trong tộc có truyền loại thể chất này phi thường cường hãn một khi thức tỉnh thành công liền có thể quét ngang bát hoang, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ông Nhưng vào lúc này, từng đạo kim quang từ trên người Thái Tổ Hoàng đế tản mát ra, một cổ khí thế cường hãn chấn động tứ phương. Mà viêm dương lúc này cũng bị kim quang bao phủ. Đây là Trong miếu, một gã đang tu luyện lão giả bị đánh thức, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Thái Tổ Miếu, đồng thời, hạ nhân nhau nhau tự phát hướng Thái Cổ Miếu triều bái chẳng lẽ Thái Tổ hiển linh lão giả thì thào tự nói lúc này hắn bị khí thế trong tối tâm đè ép tiến đến xem xét chỉ có thể quan sát một hồi lâu đợi kim quan tán đi thân hình lão giả chợt lóe hướng bên kia chạy tới thoải mái Viêm Dương lúc này chỉ cảm thấy cả người thoải mái nói không nên lời nhưng cùng cường đại trong truyền thuyết dính không vào a à, hắn chỉ cảm giác khí lực tăng lên một ít mà thôi thì ra là muốn mở ra thể chất mới được Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Hai chương tổ miếu dị tượng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Biết nguyên nhân viêm dương thở vào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng mình đi ký đến thể chất như thế nên cất cánh, không nghĩ tới kết quả như vậy. Xem ra còn phải khiêm tốn. Vèo đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn vừa rồi còn nhìn thấy những người khác không lão giả nhìn chầm chầm viêm dương hỏi nơi này chỉ có một mình ta viêm dương trấn định nói lão nhân này hắn biết là người thủ lăng này lại nói tiếp cũng là lão tổ của hắn chẳng qua là phụ hệ hả ánh mắt lão giả sáng quắc nhìn viêm dương giống như muốn nhìn thấu hắn thật sự không thấy những người khác ân viêm dương thành thật gật đầu nơi này quả thật chính hắn thấy viêm dương không giống làm bộ lão giả thu hồi ánh mắt nhìn về phía pho tượng lúc này pho tượng cùng thường ngày giống nhau cũng không có bất kỳ thay đổi chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều lão giả nhìn thì thào nói là ta suy nghĩ nhiều sau đó lão giả thản nhiên nói nếu đã đến đây thì hãy sống một cuộc sống an toàn ổn định đi vâng viêm dương đáp Ân, ừ, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi. Viêm Dương lên tiếng đi ra ngoài. Ai, cũng là cái đáng thương hài tử, sớm như vậy đã bị hạ xuống nơi này, còn không cách nào tu luyện, chỉ sợ kiếp này cùng ngôi vị hoàng đế lại vô duyên. Ai, hoàng gia. Lão giả nhìn bóng lưng Viêm Dương, ánh mắt hoảng hốt. Hô, vừa rồi cổ khí thế kia thật mạnh. Đúng vậy, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xem đồng tĩnh là tổ miếu bên kia truyền đến là thái tổ hiển linh sao? Nhất định là thái tổ hiển linh. Viêm dương đi ra ngoài lúc, bên tai không ngừng truyền đến từng đợt tiếng thảo luận, thậm chí còn có tiếp theo quỳ lạy. Ha ha! Viêm dương đối với việc này cười trừ, hắn bị kim Quang nhấn chìm cũng không có cảm giác được bất kỳ động tĩnh gì, bất quá hắn có thể suy đoán ra những động tĩnh kia khẳng định cùng hắn có liên quan. Có lẽ bởi vì phản ứng dây chuyền sau khi mình ký tên vào hoàng thể thái cổ nhân. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói không trọng yếu, nếu hệ thống nói nơi đó có thể lặp lại ký đến, như vậy chính mình mỗi ngày thành thật thật ký đến là được. Trở lại chỗ ở, viêm dương vẫn là thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hôm nay phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, có thể hay không một giấc lại trở về. Hệ thống sẽ biến mất. Đây đến tột cùng là mộng hay là hiện thực? Nhân hoàng thể sau khi kích hoạt thật sự có thể vô địch sao? Không vội, một ngày nào đó sẽ thức tỉnh. Viêm dương trong lòng tự an ủi mình. Đồng thời trong lòng thề, không có mạnh đến quét ngang bát hoang thực lực liền thành thật thật tỉ mỉ, có thực lực lại đi lãng. Đây là thế giới của người tu luyện, bên ngoài quá nguy hiểm. Căn cứ ký ức biểu hiện, nơi này địa vực rộng lớn vô biên, so với địa cầu lớn hơn ngàn tỷ dặm, tông môn sang sát, cường giả vô số, giờ tay nhất chân phiên gian đảo hải, thời cổ đại càng có cường giả, áp đảo chư thiên truy tinh đuổi nguyệt tạo hóa thiên địa không gì không làm được ngày hôm sau viêm dương sáng sớm đã thức dậy bởi vì cái gọi là dậy sớm chim chóc có trùng ăn huống chi hắn tối hôm qua vẫn kích động không ngủ được một hồi mơ thấy mình phi thiên động địa một hồi mơ thấy mình ngồi thượng đế vị sau đó bị người từ sau lưng đâm một đao dọa tỉnh hắn đại vương gọi ta đến tuần sơn viêm dương hừng người này quét đất người nơi này không ai biết thân phận của hắn chỉ cho rằng giống như bọn họ đều là một gã tạp dịch số khổ, đều tự làm việc, cũng không ai cố ý làm khó hắn. Nơi này biết thân phận của hắn chỉ có lão tổ tối hôm qua đã gặp qua, nhưng cũng không để ý tới hắn là hoàng tử bị đuổi. Cho nên một đường ngâm nga ca khúc, viêm dương rất nhanh lại đi tới ngày hôm qua đi ký đến nơi. Hệ thống ký. Viêm dương mặc niệm một tiếng. Đinh. Ký được thành công, đạt được công pháp hát giao thổ nạp tâm pháp ghi chú. Nơi này có thể lặp lại ký đến. Hệ thống máy móc lạnh như băng thanh âm từ sâu trong đầu vang lên. Tâm pháp. Hay là phương pháp tu luyện cơ bản của con cháu hoàng tộc. Viêm dương kinh hỷ đồng thời có chút nghi vấn. Cái tâm pháp này hắn biết là trong tộc cho con cháu đặt cơ sở tuyệt khảo pháp quyết một trong. Nó là trong tộc một vị nào đó thiên phú cao cường hoàng tổ thông qua quan sát hắc giao hô hấp sáng tạo ra một môn pháp quyết đặc thù, phương pháp này bên trong cường gân cốt dễ kinh tẩy tủy cải thiện thể chất đề cao thiên phú tiềm năng pháp quyết này nghe nói đã thất truyền hơn trăm năm bây giờ lại cho ta là có ý gì mặc kệ trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo nghĩ vậy viêm dương không hề do dự trong lòng mặc niệm lấy ra công pháp dứt lời một cổ tri thức về tu luyện hát giao thổ nạp tâm pháp liền xông vào trong đầu của hắn những tri thức này giống như bản thân chính là của mình Đao khắc búa đục khắc khắc ấn ở trong đầu, mà hắn phản phất đã học tập ngàn vạn lần. Có hệ thống chính là tốt, một câu lấy ra cái gì đều giải quyết. Viêm dương cảm khái một tiếng, khó trách mọi người đều nhiệt tình với hệ thống, thứ này giống như độc dược đồng dạng làm cho người ta nghiện A. À. Bởi vì cái gọi là mở treo nhất thời sản khoái, vẫn mở treo vẫn sản khoái A. À. Có hệ thống trợ giúp, viêm dương không cần tốn nhiều sức liền nắm giữ hát giao thổ nạp tâm Pháp Dựa theo trong đầu phương pháp, hắn bày ra một cái đặc biệt tư thế, một phun một nạp, một hô một hút. Giao long thổ nạp. Cảm giác như con cốc của Âu Dương Phong vậy. Viêm Dương bày xong tư thế nhìn không được phun tào. Hô. Hút. Căn cứ công pháp yếu điểm, thử một chút, lập tức một cổ cảm giác mát mẻ từ miệng mũi rót vào, chậm rãi chảy hướng thân thể các nơi, chỗ đi qua, kinh mạch bị một chút mở rộng, máu sôi trào, xương cốt bị cải thiện. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 3 chương 3 năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thích. Vận chuyển một vòng, viêm dương cảm giác cả người sảng khoái, cả người tràn đầy sức lực. Hiện tại hẳn là tính nhập môn đi. Viêm dương lẩm bẩm, dựa theo trong trí nhớ chứng kiến nghe thấy, Hắn cảm giác mình đạt tới bất nhập lưu võ giả cấp độ, cũng là nhập môn võ giả. Thế giới này tu luyện hệ thống từ thấp tới cao điểm là: Bất nhập lưu, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên. Ở tiên thiên thượng vi võ đạo tông sư, đến giai đoạn này, tuổi thọ đem được tăng lên, bình thường sống 200 tuổi không thành vấn đề. Trên tông sư chính là niết bàn cảnh, cảnh giới này hắn biết cũng chỉ có phụ hoàng của hắn. Đương đại hoàng đế ngay tại miết bàn cảnh, cảnh giới này lại từng 300 năm tuổi thọ, bình thường có thể sống 500 năm. Về phần phía trên có hay không, trong hoàng thất không có ghi chép, nhưng cảm thấy khẳng định còn có. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta cẩu thả. Viêm dương lắc đầu, lúc này hắn cũng vừa tu luyện, nghĩ lâu dài như vậy làm gì, dù sao chính mình không muốn đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại chỉ là nhập môn cảnh, nhưng vạn trượng cao ốc bằng phẳng lên chính mình đã chưa từng có bất kỳ thiên phú đến nhập môn cảnh, đã bước ra một bước dài, có hệ thống, mặt sau sẽ tốt hơn. Như thế nghĩ, viêm dương lần thứ hai ngâm nga ca quét đất. Ngày thứ ba, viêm dương vừa định tiếp tục đi ký tên lại bị tổng quản gọi lại. Ngộ không, ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là quét dọn phía đông dược trì. Được rồi. Viêm dương lên tiếng, xoay người đi về phía dược trì, về phần ký được, dược trì cũng có thể ký được, dù sao nó cũng là một phần của tổ địa. Về phần ngộ không, là bí danh của hắn ở tổ địa. Không chỉ là hắn, những người khác cũng có chính mình bí danh, đều không phải tên thật. Lão tôn ta đi. Dược trì là trước kia một vị yêu thích luyện dược lão tổ nơi tu luyện, đã từng nơi này là trong tộc được hoan nghênh nhất địa phương, từng vì trong tộc cung cấp vô số đan dược. Nơi từng huy hoàng. Viêm dương nhìn dược trì trong truyền thuyết thổn thức không thôi, huy hoàng hơn nữa cũng chịu không nổi năm tháng tàn phá. Hệ thống, ký. Viêm Dương tự nhiên không quên công việc quan trọng nhất của hắn, vừa đi vào dược trì, trong lòng liền mặc niệm nói. Đinh. Ký được thành công, thu được 10 viên bách thảo đan. di chú. Nơi đây có thể lặp lại ký được. Hệ thống lạnh như băng thanh âm rơi xuống, một cái bình liền xuất hiện ở trong ba lô. Đang dược, còn có thể lặp lại ký đến, hắc hắc về sau phải nhiều hơn ký đến viêm dương cười hắc hắc lúc này hắn cũng hiểu được địa phương ký tên liên quan đến thứ mình đạt được tỉ như nơi đại đế dừng chân rất có thể đạt được tuyệt học của đại đế dược trì ký tên phần lớn sẽ đạt được thuốc cũng không biết nơi này có tồn tại thiên cung địa phủ hay không hoặc là hoa quả sơn ký tên sẽ nhận được gì tâm niệm khẽ động một lọ thuốc liền xuất hiện ở trên tay nhìn một chút vẫn là nhìn xuống không có mở ra vẫn là chờ một chút đi đại vương gọi ta đến tuần sơn viêm dương tiếp tục ngâm nga ca quét rác thành thật làm tăng quét rác vô danh một ngày lặng lẽ trôi qua ban đêm viêm dương mở ra buổi sáng đang dược mở ra cái nắp nhất thời một phòng mùi thơm ngát bách thảo đan thường cổ đại đế dùng trăm loại thảo dược chế tác mà thành dùng có thể rèn luyện thân thể tăng cường thực lực là vật phẩm tuyệt hảo để tăng cường tu vi cũng không tệ lắm đây là xem thực lực của ta quá yếu a à. nhìn giới thiệu dược phẩm viêm dương nhịn không được phun tào. cốc cốc ăn vào một viên đang dược vào miệng liền tan một dòng nước ấm theo cổ họng của hắn lưu lại trong nháy mắt tràn ngập toàn thân tứ chi bách hại đều cảm thấy ấm áp hắn cũng không dám chậm trễ vội vàng vận chuyển tâm pháp thổ nạp hát dao lấy được ngày hôm qua răng rắc răng rắc nơi dòng nước ấm đi qua từng đợt tiếng vang không ngừng truyền ra, mà khí tức trên người hắn đột nhiên bạo động, nội lực mãnh liệt xông về phía trạm kiểm soát. Bùng! Theo một tiếng vang thật lớn, cửa ải mở ra, nội lực như hồng thủy vỡ đê phun trào ra. Hô! Thật lâu sau, viêm dương thở ra một hơi thật dài, trong nháy mắt mở mắt, một luồng tinh quang chợt lóe lên. Đột phá! Viêm dương trong lòng vui sướng, không nghĩ tới một viên đang dược lại để cho hắn từ không nhập lưu đột phá đến tam lưu cảnh giới sĩ biệt ba ngày phải nhìn với cặp mắt khác xưa lời này không giả tiếp tục cẩu thả đừng lãng mạn viêm dương trong lòng yên lặng nhắc tới hiện tại cảnh giới chỉ là võ đạo nền tảng chi thạch đi lên còn có nhị lưu nhất lưu thậm chí tiên thiên võ đạo tông sư các loại có thể thấy được cảnh giới cảnh giới cao hơn khả năng đều còn có còn không thể sống a à viêm dương rất rõ ràng vị trí của mình hiện giờ hoàng triều cao thủ như rừng nghe nói nội cung còn có lão tổ tồn tại có thể là đại cao thủ niết bàn cảnh mà cận vệ trong cung tiêu chuẩn thấp nhất là nhị lưu tiên thiên cũng có không ít trong trí nhớ hắn càng hiểu rõ hiện giờ ngoại trừ hắn đại đa số hoàng tử cũng đều đạt tới tiên thiên cảnh mà hắn hiện giờ vừa mới khởi bước nếu để cho người khác biết hắn có thể đều sống không lại đêm nay dù sao hắn đã từng là bởi vì không có thiên phú tu luyện mới bảo trụ tính mạng hiện giờ thời gian ngắn như vậy liền thăng chức tam lưu không nói những hoàng tử kia coi như là phụ hoàng của hắn cũng có thể lấy mạng của hắn vì mạng nhỏ lúc không cần thiết vẫn không nên bại lộ tu vi của mình nghĩ thông suốt tất cả viêm dương lại âm thầm nhắc nhở mình đại vương gọi ta đến tuần sơn viêm dương tâm tình sung sướng quét đất chỉ là lần này quét qua chính là ba năm thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 4 chương sản phẩm mới đang dược Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 3 năm rồi Viêm dương tay chống chổi cảm khái đến, đi tới cái thế giới này đã 3 năm, trong 3 năm, hắn qua rất bình thản ngoại giới không ai tới tìm, nội bộ cũng không ai cố ý bới móc, mỗi ngày cuộc sống chính là quét rác, tưới rau, chẻ củi các loại việc vặt, đối với tố chất thân thể của hắn mà nói những thứ này đều rất đơn giản hoàn thành rất nhẹ nhàng mà mỗi ngày làm cho hắn vui vẻ nhất chính là ký được bây giờ nơi này ngoại trừ những cái kia cấm khu cùng tổ lăng ở ngoài hắn đều chạy khắp nơi đương nhiên có nhiều chỗ là hắn cùng tạp sự chủ quản xin tự nguyện quét dọn đối với viêm dương mà nói nơi này có thể nói là lấy không hết bảo tàng chi địa nhưng đối với những tạp dịch kia mà nói thì không nhất định đoạn thời gian trước một tạp dịch bởi vì chịu không nổi loại thời gian khô khan nhàm chán này vào một đêm khuya ý đồ chạy ra tổ miếu kết quả bị thủ vệ bắt được tại chỗ bị xử tử cũng treo ở trên đại thụ bên ngoài thì chúng ba ngày dết gà dọa khỉ từ đó về sau những tạp dịch kia không dám chạy trốn thậm chí nói chuyện phím cũng không dám nhắc tới chuyện này hô viêm dương tiện tay vẫy một cái lá cây phía trước liền bị một cỗ lực kéo tụ lại không sai Viêm Dương nhìn kiệt tác của mình khẽ mỉm cười Ba năm này Viêm Dương ngoại trừ dùng một phần nhỏ Thời gian công tác bên ngoài Thời gian còn lại liền dùng để quen thuộc ký Được thu hoạch võ kỹ công pháp Khoan hãy nói Hắn thật đúng là phát hiện một ít dùng để quét trác công pháp Cũng tỉ như trước chiêu này Thu phong tảo lạc diệt Là hắn từ trong kiếm ý lĩnh ngộ cũng lấy mệnh Ngoại trừ những thứ này Còn có nhảy cầu thiết kiều công Diệt cỏ vân vân Tóm lại ba năm này hắn chẳng những ký được đại lượng công pháp còn đạt được đang dược thất truyền của hoàng tộc tu vi của hắn cũng bởi vì cần cù luyện tập cùng ứng dụng cảm ngộ từng tăng lên ngũ đạo hoàng quyền huy nguyệt kim thân thái tổ trường quyền chính là ở tổ miếu trước hắn ký được có tin đồn ngũ đạo hoàng quyền là sáng tạo của năm vị hoàng tổ có thiên phú nhất đại viêm nghe nói quyền này tương đối khó học cần thiên phú tương đối cao mới có thể học thành cũng bởi vậy đạo quyền pháp này đã thất truyền thậm chí có tin đồn học được đạo quyền pháp này là có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế năm đạo hoàng quyền tên như ý nghĩa đạo quyền pháp này học thành có thể cô động ngũ hoàng quyền ý quyền pháp bá đạo cương mãnh có khả năng vượt qua khiêu chiến huy nguyệt kim thân là một môn công pháp sa tan thể sau khi đại thành thân thể có thể hóa thành một đạo kim thân thủ hộ ở bên ngoài thân đau thương kia phá cứng rắn như thép là công pháp phòng ngự tuyệt hảo về phần thái tổ trường quyền các loại công pháp tắt tại địa điểm khác ký được tỷ như đã từng thái tổ điểm tướng đài lôi đài vân vân mà ở dược trì ký đến hắn thì thu được đại lượng đan dược thậm chí rất nhiều là đã thất truyền đan dược liền tỷ như hoa lộ thủy hoa lộ thủy chính là một loại dược dịch nghe đồn là đại viêm thái tổ đã từng tụ tập các loại hoa lộ quý báu dược trì cô động mà ra một loại dược dịch loại dược dịch này có thể dễ dàng tẩy tủy tăng cường gân cốt tiềm năng thậm chí cải thiện tư chất, cũng là một trong những lương dược thiết yếu của hoàng tộc. Trong những công pháp này, Viêm Dương mong đợi nhất chính là hoàng thể của người Thái Cổ và Long Tượng Dứa Công, nhưng hoàng thể đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, hắn cũng từng nếm thử các loại, cuối cùng kết thúc bằng thất bại, hiện giờ hắn chỉ có công pháp cao cấp như Long Tượng Dứa Công, tục truyền, Long Tượng Dứa Công tu luyện đến Đại Thành có thể có sức mạnh của Thập Long Thập Tượng. Thập Long Thập Tượng đó là khái niệm gì, viêm dương không dám tưởng tượng chỉ chờ sau khi tu luyện đến đại thành mới có thể biết là thật hay giả thông qua ba năm tìm tòi lăn lộn đối với tổ miếu hắn cũng hiểu rõ đại khái địa phương nào có thể ký được cái nào không thể ký được cái nào có thể lặp lại ký được cái nào không thể lặp lại, lại hắn môn thanh theo hắn tổng kết có thể lặp lại ký đến chỉ có ba địa phương một cái là dược trì một cái trước đó đạt được thái cổ nhân hoàng thể tổ miếu cái cuối cùng còn lại là hoàng tổ tế đàn còn có hai cái địa phương đến nay hắn đều không có cách nào tới gần một cái là cấm địa một cái tổ lăng hai nơi này bên ngoài liền đặt hai tấm bảng hiệu tiến vào thì chết mà trưởng quản tổ địa lão tổ cũng từng nhiều lần cường điệu hai địa phương kia không được tới gần lại càng không cần phải nói tiến vào hắn cũng từng muốn len lén tiến vào nhưng mới tới gần một ít thì có một cổ tử vong ngưng mắt tồn tại hắn dám khẳng định lúc ấy nếu như tiếp tục tới gần như vậy bất luận thân phận gì của hắn đều sống không nổi từ nay về sau hắn tuy rằng tò mò nhưng chưa từng thăm dò nữa nhưng không thăm dò cũng không có nghĩa là không tò mò có đôi khi con người cũng rất kỳ quái càng không chiếm được lại càng có lực hấp dẫn lòng hiếu kỳ hại chết mèo trong lòng viêm dương lại nhắc nhở chính mình hôm nay lại có thể ký hệ thống ký trong lòng vừa động nói đinh ký được thành công, đạt được đan dược. Long huyết đan mười khỏa. Nghe được hệ thống nhắc nhở, viêm dương ánh mắt sáng lên, ký được thu được sản phẩm mới đan dược. Long huyết đan. Viêm dương tâm niệm vừa động, một cái khéo léo bình liền xuất hiện ở trong tay, đây là hắn 3 năm qua đệ nhất thu được loại đan dược này. Long huyết đan nghe đồn là dùng tinh hoa long huyết thảo làm vật liệu chính luyện thành đan dược, tác dụng chủ yếu đối với võ giả là điều trị thân thể, cường cân kiện cốt, cường đại thể phách. Tuyệt phối. Nhìn thấy đan dược này, viêm dương nhất thời mặt mày hớn hở, đan dược này là đan dược tuyệt hảo của võ giả luyện thể, mà long tượng dưới công của hắn trước đây cũng đang lo lắng làm sao đem công pháp này tăng lên đây. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Năm chương đột phá bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thật tốt quá, long tượng dứa công của ta rốt cục có hy vọng luyện thành. Viêm dương vẻ mặt hưng phấn, nhìn xuống nội tâm trực tiếp muốn ăn. Hắn trước thành thật thật, bổn phận quét xong đất, làm xong nhiệm vụ hôm nay mới về tới chỗ ở của mình. Thử xem hiệu quả. Trong phòng, viêm dương vội vã lấy ra một bình long huyết đan. Gô luôn. Hắn đổ ra một viên long huyết đan uống một ngụm, nuốt vào bụng đang dược vừa nhập thể, lập tức hóa thành một cổ hào hùng dòng nước ấm khuếch tán thân thể tứ chi bách hài, chảy xuôi toàn thân trên dưới mỗi một khỏa tế bào. Ngao Giờ phút này, trong cơ thể viêm dương mơ hồ truyền đến từng trận tiếng rồng ngâm, phản phất có tiếng rồng ngâm, khiếp người tâm phách. Trong cơ thể hắn hiện ra một tia quan mang, giống như một con lông tượng đang gào thét. Răng rắc, răng rắc. Hồi lâu sau, trong cơ thể truyền đến thanh âm giòn tan, như là đánh vỡ nào đó bình phong cùng trói buộc khí tức đột nhiên tăng vọt mấy lần lông tượng dưới tầng thứ ba không đủ viêm dương cắn răng một cái lại đổ ra tất cả long huyết đan một hơi nuốt vào toàn bộ bùng trong nháy mắt lông tượng dưới công trong cơ thể điên cuồng vận chuyển nuốt dược lực long huyết đan một cổ lực lượng bàn bạc phun ra răng rắc răng rắc lông tượng dưới công đột phá tầng thứ tư tầng thứ năm lực lượng cường đại kéo theo dược lực trong cơ thể không ngừng tăng lên. Quanh một tiếng, trong cơ thể viêm dương hiện ra từng đạo khí lưu, tự như từng cái long ảnh xoay quanh bay múa, ước chừng tám cái long ảnh, trong cơ thể truyền đến từng trận tiếng long tượng gào thét. Nội lực vào giờ khắc này đột phá hàng rào, bước vào cảnh giới nhất lưu, trực tiếp tiểu thành, nhưng long tượng dưới công lại kẹt ở tầng thứ tám, không cách nào tiến vào. Đáng tiếc, không thể đột phá tầng thứ chín. Viêm Dương mở to hai mắt, có chút tiếc nuối nói, luyện đến tầng 10 liền có thể đạt được 10 rồng 10 tượng lực lượng, thật chờ mong. Nội lực của ta vừa đột phá nhất lưu võ giả tiểu thành, hiện tại xem như nhất lưu võ giả. Viêm Dương gánh thùng nước ra cửa, trong lòng vừa tự hỏi. Hắn vừa mới hoàn thành đột phá, nội lực tu vi tại nhất lưu cảnh giới, thuộc về nhất lưu võ giả. Nhưng hắn tu luyện có huy nguyệt kim thân viên mãn, thân thể cường hãn, lực lượng hung mãnh, huống chi vừa mới dựa vào long huyết đang đem long tượng dứa công tu luyện tới tầng thứ 8. Trên lý thuyết tầng thứ 8 có lực lượng bát long bát tượng, chỉ là lực lượng thân thể liền hoàn ngược nhất lưu cảnh giới võ giả, thậm chí có lòng tin đối kháng tuyệt thế cao thủ. Nói cách khác, hắn hiện tại vẹn vẹn thân thể lực cũng đủ để chống lại tuyệt thế cao thủ, hiện tại đã có tuyệt thế cao thủ thực lực. Đáng tiếc, không thể đột phá tầng thứ 9, bất quá không vội, từ từ sẽ đến hắn có rất nhiều thời gian, từng chút từng chút đem long tượng dưới tu luyện đến tầng thứ 10 đại viên mãn, khi đó mới thật sự là cường đại. Một khi tu luyện tới tầng thứ 10 liền có được 10 long 10 tượng lực lượng, dựa vào thân thể lực lượng có thể một lực hàng 10 hội, võ đạo tông sư tới còn không sợ. Các ngươi có nghe nói không, lại chết người rồi. Đang nghĩ ngợi, xung quanh đột nhiên truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Chỉ thấy mấy tạp dịch đang vẽ mặt hoảng sợ, thấp giọng thảo luận cái gì đó viêm dương tò mò dựa vào chỉ nghe một người trong đó nói cũng không phải ta nghe nói đêm qua sau núi lại có một người chết bộ dáng kia lão thảm rồi ta vừa mới nhìn từ xa máu thịt mơ hồ thân thể gần như bị gặm sạch một tạp dịch sợ hãi nói một người khác nói hình như trong cấm địa có ác ma ăn thịt người ác ma gì ta nghe nói là cấm địa sau núi có yêu thú mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận đêm qua có người chết ở sau núi hơn nửa tướng chết cực thảm toàn thân gần như bị gặm sạch đây đã là người thứ ba trong ba năm qua sau núi cấm địa viêm dương tự nhiên biết nghe nói qua không ít tin đồn có nói sau núi phong ấn cái gì đáng sợ yêu ma cũng có người nói nơi đó có yêu thú qua lại chuyên môn ăn thịt người trong ba năm tổ địa có ba cái tạp dịch trước sau chết ở phía sau núi cấm địa trước đêm qua chết một cái là người thứ ba điều này tạo thành khủng hoảng không nhỏ lòng người hoảng sợ tất cả mọi người kính nhi viễn chi sau núi thậm chí không dám tới gần nơi đó cắm địa sau núi viêm dương như có điều suy nghĩ nhưng không để ở trong lòng hắn vẫn khiêm tốn sinh hoạt không ai phát hiện thậm chí tận khả năng để cho mình bị người quên lãng lúc này mới có thể tốt hơn che giấu chính mình viêm dương không muốn gây chuyện cho nên nghe xong liền xoay người rời đi các ngươi ở chỗ này nghị luận lung tung cái gì còn không mau đi làm việc lúc này tạp dịch tổng quản nổi giận đùng đùng đi tới quát lớn vài tiếng mọi người lập tức tản đi từng người cúi đầu bận rộn chuyện của mình viêm dương gánh thùng nước đi tới một con sông nhỏ phía sau tổ địa đánh sông nước hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong núi nơi đó yên tĩnh không tiếng động thậm chí một chút tiếng côn trùng kêu chim hót cũng không có. Cấm địa, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Quên đi, tôi chỉ đi mua xì dầu, không liên quan đến tôi. Viêm dương lắc đầu, gánh nước trở về, căn bản sẽ không muốn đi tìm tội nghiên cứu nữa. Chính mình trốn còn không kịp, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất đầu, cho nên chuyện không liên quan đến mình cao cao treo lên. Nấu nước, quét rác, trồng rau, một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 6 chương bóng đen. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vào ban đêm. Viêm dương yên lặng tu luyện long tượng dưới công, toàn thân vận quanh từng đạo khí xoáy hình rồng, ước chừng 8 cái long ảnh tung bay nhảy múa. Dần dần khí vụ bao phủ, che đậy thân hình diện mạo viêm dương, mơ hồ nhìn thấy tám cái long ảnh bao vây lấy một đạo bóng người mơ hồ. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, giống như muốn đánh vỡ giới hạn nào đó. Ai, vẫn là không có biện pháp phá vỡ hàng rào đột phá tầng thứ 9. Rất lâu sau, long ảnh khí vụ nhất nhất tràn vào trong cơ thể, viêm dương mở hai mắt thở dài. Muốn đột phá long tượng dưới tầng thứ 9 quá khó khăn, hắn đoán chừng, dựa theo tiến độ này ít nhất phải tốn mấy năm công phu mới có thể đột phá bá. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một bóng đen từ ngoài cửa sổ hiện lên. Viêm dương trùng mình, hai mắt phát ra hai tia sáng, nhìn thấy bóng đen kia. Thứ gì? Trong lòng hắn kinh nghi, chẳng lẽ là mình bị người phát hiện? Rất nhanh lại phủ nhận, vừa rồi cái kia một đạo bóng đen, giống như không phải một người, càng giống là một con giả thú chật lóe mà qua. Viêm dương hai mắt nheo lại, nghĩ nghĩ, lo lắng hắn vẫn là quyết định nhìn xem rốt cuộc là cái gì, chỉ cần cẩn thận một chút, lấy tu vi bây giờ hẳn là rất khó bị phát hiện, sau khi quyết định xong, hắn đứng dậy nhảy một cái liền từ cửa sổ chuồng ra ngoài, tự như một đạo quỷ mị cấp tốc đuổi theo. Hắn vừa mới đang tu luyện, nếu là có người nhìn thấy hắn tu luyện khẳng định bại lộ, cho nên, nhất định phải đuổi theo nhìn xem đến tột cùng. Vèo vèo. Trong đêm tối, hai bóng đen một trước một sau lặng lẽ đi tới sau núi đây là cấm địa sau núi viêm dương đột nhiên dừng lại kinh nghi nhìn tình huống trước mắt rõ ràng đuổi tới sau núi cấm địa tới hắn kinh nghi đảo qua bốn phía vừa lúc nhìn thấy bóng đen phía trước cũng dừng lại trong bóng tối một đôi đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú hắn một cổ hàng khí từ lòng bàn chân toát ra yêu ma phản ứng đầu tiên của viêm dương chính là yêu ma trước kia tổng nghe nói Cấm địa bên trong phong ấn một cái cường đại yêu ma. Bóng đen trước mắt này rốt cuộc là yêu ma hay là một con yêu thú? Hắn biết, thế giới này là có yêu thú tồn tại, càng có một ít ma đầu cường đại, còn có dị tộc hung tàn. Không chỉ là có nhân loại, trước mắt cái bóng đen này, rất có thể chính là cấm địa bên trong ăn thịt người yêu ma không thể nghi ngờ. Hống. Đột nhiên, bóng đen há mồm rít gào một tiếng, nhảy vọt về phía Viêm Dương. Muốn chết Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Viêm Dương vận chuyển nội lực, toàn thân lực lượng ngưng tụ, thi triển thái tổ trường quyền vung tay vung ra một quyền. Bùm. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, nắm đấm phản phất nện ở trên thép tấm, lực lượng cường đại đem bóng đen trực tiếp đánh bay hơn 10 thước xa. Viêm Dương cả người vần quanh từng cái long hình khí tức, tám cái long hình khí tức hội tụ tại thân thể, đột nhiên bay lên không nhảy dựng lên. Ngũ hoàng phục ma người ở giữa không trung giống như một con chân lông xê dịch thi triển năm đạo hoàng quyền ngang nhiên đánh ra một quyền cường đại nhất đối với bóng đen ngã xuống đất sau lưng tám cái lông hình khí tức bay múa ẩn ẩn ngưng tụ ra một tôn đế vương hư ảnh khổng lồ đó chính là năm đạo hoàng quyền một tia tinh túy bùng nương theo một tiếng nổ vang mặt đất nổ tung một cái hố to mấy mét bóng đen nằm ở bên trong bất động không có tiếng động viêm dương rơi xuống đất vừa nhìn mới thấy rõ bóng đen trong hố lại là một người chỉ là người này có chút kỳ quái bộ mặt dữ tợn ánh mắt đỏ như máu giống như nhập ma mất đi lý trí là một gã thủ vệ viêm dương đồng tử co rục lại nhìn thấy trên người đối phương ăn mặc còn có một viên thủ vệ lệnh bài hiển nhiên là một gã thủ vệ đây là thủ vệ trấn thủ cấm địa vì sao lại biến thành bộ dáng này phiền toái viêm dương cảm giác được sự tình phiền toái bất quá cũng may giết thủ vệ nhập ma này. Hắn nhìn bốn phía, động tĩnh chiến đấu vừa rồi khẳng định khiến cho người khác chú ý, cho nên xoay người chật lóe, biến mất trong bóng tối. Quả nhiên mới vừa đi không bao lâu, liền thấy vài đạo nhân ảnh nhanh chóng xuất hiện, ba người đi tới trước hố to. Đã chết. Một người trong đó mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng. Trong ba người tới có hai người là đội trưởng thủ vệ tổ địa, một người khác là lão nhân lão nhân này chính là lão nhân túc trực bên linh cửu của tổ địa. Chỉ thấy lão nhân vẻ mặt ngưng trọng nói. Sự tình phiền toái, cấm địa ma khí càng ngày càng mạnh, thủ vệ đều bị ăn mòn nhập ma. Làm sao bây giờ? Phong ấn càng ngày càng không ổn định, có muốn báo lên không? Hai gã thủ vệ đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thủ linh lão nhân lắc đầu, kinh nghi nói. Ta càng tò mò chính là ai giết hắn, các ngươi nhìn xem này lực phá hoại còn có lưu lại khí tức đến xem ít nhất là một vị tuyệt đỉnh cao thủ không thể nào ngoại trường ngài nơi này còn có một cao thủ khác tồn tại hai gã thủ vệ đội trưởng hiển nhiên rất giật mình nhìn lão nhân túc trực bên linh cửu các ngươi trước đem thi thể xử lý một chút không cho phép bất luận kẻ nào bước vào cấm địa lão nhân túc trực bên linh cửu nói xong liền vội vàng lắc mình rời đi sáng sớm ngày hôm sau Viêm Dương đứng dậy, vác chổi đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy rất nhiều tạp dịch đang tụ tập cùng một chỗ, từng cái từng cái kinh hãi nhìn phía trước. Lại chết người rồi. Lần này là bảo vệ. Đã chết hai tên thủ vệ. Trong đám người nghị luận sôi nổi, mọi người nhìn một đám thủ vệ khiêng hai cổ thi thể rời đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7 chương đột phá tầng thứ 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Viêm dương tự xa nhìn thấy, bị khiên đi chính là hai gã cấm địa thủ vệ, lông mày hơi không thể tra nhíu lại. Lại chết hai người. Trong lòng hắn âm thầm mặc niệm, đêm qua chính mình giết một cái phản phất nhập ma thủ vệ, không nghĩ tới, lại chết hai cái. Hơn nữa này hai cái chết đi thủ vệ, bộ mặt dữ tợn, mơ hồ thấy móng tay thật dài, biến thành màu đen, xem ra cùng đêm qua vết cái kia giống nhau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bên trong cấm địa có cái gì, chẳng lẽ thật sự có yêu ma quấy phá? Mọi người nghe cho kỹ đây. Lúc này, trước đám người, lão nhân túc trực bên linh cửu mở miệng răng dậy. Hắn nói. Từ hôm nay trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào hậu sơn cấm địa bên ngoài phạm vi 800 mét, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Được rồi, ai làm việc nấy. Tan rồi, tan rồi. Ăn nói xong, sau khi xua tan mọi người, lão nhân túc trực bên linh cửu liền đi. Viêm Dương vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Hắn không để ý tới, càng không để ý tới chuyện không liên quan tới mình. Nếu không phải đêm qua bóng đen đi qua cửa phòng của mình, có thể cũng sẽ không đuổi theo, cho nên những thứ này không liên quan gì đến hắn. Thành thật mà nói, mỗi ngày quét rác gánh nước đánh chữ ký cuộc sống nhàn nhã tự tại rất nhanh viêm dương đã đi tới bên ngoài dược tri hệ thống ký vào đây hắn quét sạch lá rụng trong lòng mặc niệm đinh ký được thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được một bình long huyết đan quả nhiên hôm nay ký được lại chiếm được một bình long huyết đan để viêm dương mừng rỡ không thôi long huyết đan là thứ tốt à có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện long tượng dưới công của mình, nghĩ đến chỉ cần long huyết đan cũng đủ là có thể nhanh chóng đột phá, tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Hoàn thành ngày hôm nay một ngày công tác, Viêm Dương ăn cơm, vội vàng trở về chỗ ở của mình. Thẳng đến đêm khuya, Viêm Dương mới lấy ra long huyết đan, chuẩn bị dùng. Gô luôn. Trong phòng, Viêm Dương một ngụm nuốt vào năm viên long huyết đan, vào miệng liền tan. Một cổ nhiệt lượng bàn bạc tràn vào trong cơ thể, khuếch tán tứ chi bách hài. Hắn vội vàng vận chuyển long tượng dưới công không ngừng luyện hóa hấp thu dược lực, dưới dược lực cường đại của long huyết đang thúc đẩy, bình chướng vốn bị kẹt dần dần buông lỏng. Bất quá cái này một cái bình phong cường đại kiên cố, vô luận trùng kích bao nhiêu lần đều không có thành công đột phá, dược lực dần dần bắt đầu yếu bớt. Thấy vậy, viêm dương dứt khoát đem năm viên đang dược cuối cùng nuốt vào. Bùng! theo cuối cùng năm viên long huyết đang vào miệng hóa thành một cổ bàn bạc dược lực dung nhập vào trong cơ thể rất nhanh khuếch tán tứ chi bách hài bên trong giờ khắc này long tượng dưới công đột nhiên gia tốc vận chuyển tốc độ bạo tăng gấp đôi tám cái long ảnh đồng loạt ở chung quanh cuồn cuộn xoay quanh ngửa mặt lên trời thét dài ngao long ngâm từng trận tám cái long ảnh đồng loạt trung lên trong cơ thể đột nhiên truyền đến một cổ khí tức cường đại cái lông ảnh thứ chín dần dần từ trong cơ thể tuôn ra chính cái lông ảnh trên dưới xoay quanh tản ra khí tức cường đại răng rắc nương theo một tiếng giòn vang lá chắn nào đó trong cơ thể viêm dương rốt cục đánh vỡ lông tượng dứa công nhất cử bước vào tầng thứ chín rốt cục đột phá viêm dương từ từ tỉnh lại cả người tản ra khí tức cường đại chính cái lông ảnh ở bốn phía thân thể xoay quanh bay múa loại cảm giác này thật sự kỳ diệu tố chất thân thể, lực lượng vân vân đều được đề cao kinh người. Long tượng dưới tầng thứ 9, cửu long cửu tượng chi lực, một quyền phản phất có thể đánh vỡ hư không, cảm giác cường đại làm cho người ta mê muội. Đương nhiên, Viêm Dương biết đây là một loại biểu hiện giả dối sau khi đột phá mà thôi. Long tượng dưới công rốt cục đại thành, còn kém một tầng cuối cùng là viên mãn rồi. Viêm Dương vẻ mặt hưng phấn, rốt cục chịu đựng đến một bước này. Chỉ riêng lực lượng thân thể, đã có nghiện ép tiên thiên cao thủ cường đại thực lực, thậm chí có thể đánh bại bình thường tông sư cường giả. Nếu là tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn, võ đạo tông sư trước mặt đều có thể trực tiếp đánh nổ. Quả nhiên, thập long thập tượng lực có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối là một môn luyện thể công pháp cường đại. Viêm Dương trong lòng thật cao hứng, còn kém cuối cùng một tầng liền viên mãn, đến lúc đó, mặc dù là võ đạo tông sư đều có thể một quyền đánh gục tu vi nội lực mới nhất lưu còn kém một chút rất nhanh hắn nhận ra nội lực của mình kém hơn nhiều phải nghĩ biện pháp đuổi kịp mới được hát giao thổ nạp tâm pháp tu luyện ít nhất có thể tu luyện tới võ đạo tông sư đỉnh phong tầng thứ thậm chí có thể đột phá cao hơn tầng thứ niết bàn thoát phàm xem ra gần đây muốn càng nhiều đi dược trì ký đến đạt được các loại đang dược đến trợ cấp tu luyện mới được hạ quyết tâm viêm dương bắt đầu một vòng tu luyện mới từng ngày trôi qua mỗi ngày vòng đi vòng lại quét rác gánh nước gánh phân trồng rau ký tên cuộc sống khô khan cũng không nhàm chán cứ như vậy viêm dương đi tới đi lui tổ miếu dược trì tế đàn không ngừng bận rộn ký tên mặc kệ mưa mặc gió kiên trì thời gian lặng lẽ trôi qua chớp mắt một cái bảy năm đã trôi qua trước tổ miếu viêm dương thản nhiên quét lá rụng trong sân bên cạnh một gốc cây cổ thụ còn ngồi vài tên tạp dịch ở nơi đó nghỉ ngơi. Trong thời gian 7 năm này, viêm dương đại đa số ở dược trì ký đến, chiếm được đại lượng linh đang dịu dược, cũng có không ít thiên tài địa bảo, thực lực liên tục tăng lên. Có thể dùng từ nhảy vọt để hình dung. Hiện nay, tu vi nội công của hắn đã sớm bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ. Mà tu luyện thân thể, long tượng dứa công từ một năm trước đã đột phá cảnh giới viên mãn tầng thứ 10, thân có lực lượng của thập long thập tượng giơ tay nhất chân đều tản ra một cổ đại lực tràn trề, thập long thập tượng, lực lớn vô cùng, có thể nói là nhất lực hàng thập hội. Vẹn vẹn thân thể lực lượng cũng đã có thể sánh ngang võ đạo tông sư, thậm chí có thể nghiền ép bình thường võ đạo tông sư mà không có chút vấn đề nào. Nhưng nội lực lại kẹt ở một cái bình cảnh khẩu, không cách nào đột phá tiên thiên tầng thứ, tự hồ có cái gì ngăn trở chính mình đột phá. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Tám chương luyện thần đan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiên thiên, rốt cuộc đột phá như thế nào? Vừa quét đất, viêm dương trong lòng yên lặng tự hỏi vấn đề này Kỳ thật từ 5 năm trước cũng đã đột phá nhất lưu Bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh Nhưng chính là không có biện pháp đột phá tiên thiên cái khảm này Trong đại viêm hoàng triều Tuyệt đỉnh cao thủ đã được cho là cao thủ, tiên thiên cường giả số lượng không nhiều lắm mà võ đạo tông sư lại càng là long phượng sừng lân trong một ít tông môn ngược lại có không ít nhưng cũng không thấy nhiều cho nên trên lý thuyết viêm dương hiện tại được cho là là một gã cao thủ phối hợp với long tượng dứa công mười long mười tượng lực lượng thân thể lực lượng võ đạo tông sư thấy đều phải quỳ nhưng hắn cũng không hài lòng thực lực đã có nhưng cũng không phải là vô địch a à, cho nên viêm dương quyết định tiếp tục bình bình đạm đạm cẩu xuống hô, chớp mắt một cái, mười năm trôi qua. Dọn dẹp xong, viêm dương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng hắn có chút cảm khái, từ lúc mình bị đầy đến đây đã mười năm, suốt mười năm. Ngay từ đầu cái gì cũng không biết, đến bây giờ có được một thân cao thủ tuyệt đỉnh cường đại nội công, còn có thể luận võ đạo tông sư cường đại nhục thân thể phách, có thể nói là mười năm như một ngày. Bởi vì cái gọi là, sĩ biệt ba ngày làm với cặp mắt khác xưa, hắn đã xưa đâu bằng nay nhưng viêm dương vẫn không muốn mạo hiểm cảm thấy thực lực của mình không đủ không có đủ thực lực tự bảo vệ mình hoặc là vô địch tuyệt đối không bại lộ chính mình đi ra tổ miếu mặc kệ hoàn thành việc ký tặng hôm nay trước đã đang nghĩ ngợi hắn đi tới dược trì phía trước hệ thống ký vào đây trong lòng hắn mặc niệm nói đinh ký được thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được luyện thần đan lúc này trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Luyện thần đan. Sau núi, bên dòng suối nhỏ, viêm dương hưng phấn đánh giá một bình đan dược trong tay. Đây là luyện thần đan, một loại đan dược trân quý có thể tăng lên ý chí linh hồn. Thần, chính là ý chí thần hồn. Võ giả tu luyện, tinh khí thần thiếu một thứ cũng không được, tinh nguyên, khí huyết, thần hồn, ba cái hợp nhất đạt tới đỉnh phong, mở ra thiên địa chi kiều, dẫn thiên địa linh khí nhập thể mới có thể lột xác. Thành tựu tiên thiên. Đây chính là tiên thiên ảo diệu. Cho tới nay, Viêm Dương liền mơ hồ nhận thấy được trạng thái của mình, vì sao kẹt ở nơi đó không cách nào đột phá tiên thiên cảnh giới. Có lẽ chính là cùng thần hồn của mình có liên quan, tinh nguyên đại biểu cho nội lực, khí huyết đại biểu cho huyết khí cùng thể chất trong cơ thể, thần hồn chính là một người cực kỳ quan trọng. Thử xem hiệu quả. Không chần chờ, viêm dương đầu tiên là đổ ra một viên luyện thần đang há miệng nuốt vào đang dược vào miệng liền tan một dòng nước ấm dung nhập vào thân thể đại não đột nhiên có một cổ cảm giác thanh minh phản phất tinh thần tại thời khắc này đột nhiên trở nên sinh động khi một người thần hồn ý thức cường đại đến trình độ nhất định là có thể nội thị mà lúc này dưới sự trợ giúp của luyện thần đang viêm dương trong thoáng chốc phản phất có thể làm được trạng thái kỳ diệu của nội thị trong cơ thể kỳ kinh bát mạch nhất nhất hiện lên nhằm đốc nhị mạch như ẩn như hiện trong lòng hiểu rõ nếu là đã thông nhâm đốc nhị mạch là có thể câu thông thiên địa cầu nối dẫn thiên địa linh khí nhập thể cứ như vậy có thể đem nội lực lột xác hóa thành tiên thiên chân khí cường đại hơn thành tựu tiên thiên hiểu ra điểm này viêm dương có mục tiêu chính mình kém chính là thần rèn luyện quả nhiên theo từng hạt luyện thần đang dùng xuống viêm dương thần hồn ý thức bắt đầu không ngừng đề cao dần dần tình huống trong cơ thể càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Đó là một loại trạng thái ý thức nội thị, có thể quan sát rất tốt tình huống trong cơ thể, thậm chí một chút hiểu rõ chân lý tu luyện. Mười khóa luyện thần đan, đem viêm dương vốn yếu ớt thần hồn ý thức rèn luyện, tăng lên tới một cái cực đỉnh, rốt cục tinh khí thần ba nguyên đồng đều. Kế tiếp phải làm chính là tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, phá tan nhâm đốc nhị mạch. Mở theo viêm dương trong lòng hét lớn, nội lực trong thân thể tự như một dòng nước lũ lao nhanh, dưới sự thao túng của thần hồn ý thức cường đại, cùng huyết khí hòa làm một. Tam nguyên hợp nhất, xông thẳng vào hai mạch nhâm đốc. Bùng! Trong cơ thể truyền đến một tiếng trầm đục, giống như một đoàn xe lửa đụng vào vách tường, tạo thành chấn động kịch liệt. Nội lực cường đại dung hợp huyết khí cùng thần thức, ba thứ hợp nhất rốt cục một kích phá tan hai mạch nhâm đốc, nhất cử đánh vỡ cầu nối thiên địa. Ông ông chỉ thấy không khí xung quanh truyền đến một trận rung rẩy, ngay sau đó một cổ nguyên khí khổng lồ từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, tràn vào trong cơ thể. Đó là thiên địa nguyên khí, cũng gọi là linh khí. Theo thiên địa linh khí từ tứ phương vọt tới, bốn phía cùng cùng nổi lên một cổ khí lãng, hoa cỏ bị thổi ào ào lay động, cùng cùng lên đại lượng cành khô lá nát hình thành một cái vòng xoáy. Tình cảnh kia, nếu là bị người nhìn thấy khẳng định sẽ bị chấn động đến đại cổ thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể, võ giả bình thường không dám như vậy trực tiếp thừa nhận thiên địa nguyên khí tẩy lễ cùng cọ rửa, khẳng định ngũ tạng lục phủ nổ tung mà chết. Nhưng viêm dương bất đồng, tu luyện huy nguyệt kim thân, long tượng dứa công, thân thể cường hãn vô cùng, lực lớn vô cùng không nói, còn có năng lực kim cương bất hoại. Dưới sự tẩy lễ của thiên địa nguyên khí bàn bạc, nội lực trong thân thể không ngừng nén lại, sôi trào, hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí rốt cục lột xác thành một loại chân khí cao cấp hơn một tia chân khí diễn sinh càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ nội lực diễn hóa thành cao cấp tiên thiên chân khí ở trong thân thể bôn đằng thổi quét bùng nương theo một tiếng nổ vang trong vòng mấy chục mét chung quanh nhấc lên một cổ sóng khí cuốn bay cành khô lá nát cùng đại lượng đá vụn ở trong cơ thể viêm dương tuôn ra từng đạo khí thể hình rồng cường đại ước chừng 10 cái khí thể hình rộng tới vòng quanh bay múa, dương nanh múa vuốt, khí thế ngút trời. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chính chương cấm địa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rất lâu sau, tất cả bình ổn, viêm dương chậm rãi mở hai mắt ra. Tiên thiên, rốt cục đột phá. Hắn thì thào tự nói, giơ hai tay lên yên lặng cảm thụ được chân khí cường đại đang lao nhanh trong cơ thể, so với lúc trước cường đại đâu chỉ mấy chục lần a. À. Để cho hắn đến phán đoán, hiện tại chính mình có thể nghiện ép hơn 10 cái trước chính mình, tiên thiên phía dưới căn bản không cách nào cùng tiên thiên đánh đồng. Vừa rồi động tĩnh hơi lớn, hay là về trước đi. Viêm Dương nhìn bốn phía hỗn độn một mảnh, tâm tư khẽ động, cả người bay lên trời thân ảnh ở không trung chợt lóe hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy không lâu sau khi anh ta rời đi một người đàn ông đến linh khí thiên địa thật nồng đậm lão nhân vừa đến đây nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ hai mắt hắn hoảng sợ đánh giá mặt đất hỗn độn giống như bị một cổ sóng khí cường đại lật tung khí tức lưu lại khiến hắn có loại cảm giác tim đập nhanh là ai lại ở chỗ này dẫn động thiên địa nguyên khí khẳng định là có cường giả tiên thiên trở lên tới vẻ mặt lão nhân ngưng trọng đáng tiếc hắn căn bản không có biện pháp nhận thấy được đối phương tồn tại bởi vì hắn là một vị võ đạo tông sư cao thủ nhưng vẫn là không thể phát hiện đối phương tồn tại nơi này có một cao thủ không biết không biết là tốt hay xấu nhìn hồi lâu lão nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn lo lắng rời đi phụ cận tổ địa đại viêm hoàng triều có một cao thủ không biết tồn tại, việc này không biết tốt xấu. Lúc này, đầu sỏ gây nên động tĩnh lần này Viêm Dương đã về tới chỗ ở. Ngày hôm sau, như thường ngày, quét dọn, gánh nước, đốn củi, thậm chí là gánh phân, cả ngày đều là bình thản như nước, không hề gần sống. Không có ai biết hắn là một vị ẩn giấu tiên thiên cao thủ, hơn nữa bằng vào thân thể lực lượng liền có thể đánh gục bất luận cái nào võ đạo tông sư. Thực lực như vậy, theo đạo lý mà nói đã rất cường đại nhưng viêm dương vẫn không hài lòng bởi vì hắn cảm thấy mình còn rất nhỏ yếu không có thực lực vô địch thiên hạ sửng sốt một chút cũng không bại lộ thực lực hiện tại của ta hẳn là có thể thăm dò cấm địa sau núi rồi chứ chạng vạn tối viêm dương đang đốn củi nhìn cấm địa sau núi ánh mắt như có điều suy nghĩ hắn quyết định thăm dò cấm địa một chút hẳn là không ai có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn cứ như vậy đi thăm dò cấm địa thuận tiện ở bên trong đánh cái thẻ cũng tốt à dù sao còn chưa có đi qua cấm địa bên trong ký được đâu nghĩ vậy hắn quyết định muốn sớm một chút làm xong việc sau đó buổi tối tìm một cơ hội len lén lẻn vào sau núi cấm địa rất nhanh màn đêm buông xuống trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón lúc này một đạo bóng đen chợt lóe lên bá viêm dương tựa như một đạo u linh lặng lẽ xuyên qua thủ vệ tổ địa đám thủ vệ này không ai nhận ra sự tồn tại của hắn cứ như vậy giấu giếm được thủ vệ viêm dương lặng lẽ tiến vào sau núi nơi này chính là cửa vào cấm địa trong bóng tối viêm dương đứng ở một thân cây trên yên lặng nhìn phía sau núi chỗ sâu vừa đến nơi này liền rõ ràng cảm giác được một tia râm mát khí tức tràn ngập quả nhiên có vấn đề viêm dương quan sát một hồi nhận ra phía sau núi có vấn đề trách không được luôn luôn thường thường có người chết ở chỗ này, nhớ tới trước đó cái kia nhập ma giống nhau thủ vệ trong lòng càng xác định. Hắn nhảy dựng lên, thân thể nhẹ nhàng như lông hồng, phiêu nhiên rơi vào trong cấm địa sau núi, bước vào cấm địa. Hô hô! Vừa tiến vào, liền cảm giác một cổ âm phong thổi mặt, một cổ hắc khí bao phủ phía trước. Hệ thống, ký tên vào cấm địa. Sau khi tiến vào, viêm dương không quên chính sự, trực tiếp mặc niệm ký tên đinh ký được thành công chúc mừng chủ ký sinh đạt được hát đế luyện thần thuật trong đầu truyền đến hệ thống lạnh như băng máy móc nhắc nhở nghe được hệ thống nhắc nhở viêm dương trong lòng trào ra một tia vui sướng hát đế luyện thần thuật chính là một trong đại viêm hoàng triều ngũ đế hát đế sáng tạo ra cường đại công pháp bí thuật có thể tăng lên rèn luyện thần hồn ý chí có đồn đãi hát đế luyện thần thuật tu luyện đến cực hạn có thể bảo trì thần hồn bất diệt còn có thể luyện hóa thần quỷ tăng lên chính mình, chỉ là không biết thật giả. Mặc kệ thật giả, viêm dương lấy được hắc đế luyện thần thuật tự nhiên rất cao hứng. Thần hồn của mình tu luyện có tin tức, tinh khí thần tam nguyên tăng lên, cùng tiến lên, rất nhanh có thể lần nữa nên đón đột phá. Ông Lúc này, trong cấm địa trào ra một cổ hắc khí, âm lãnh, tà ác, mang theo một cổ ăn mòn, phản phất có thể làm cho người rơi vào ma đạo. Viêm dương trong lòng nghiêm nghị, bị một cổ hắc khí bao phủ, bản năng vận chuyển trong cơ thể cường đại tu vi. Quanh một tiếng, hắc khí bị chấn tán. Trong bóng tối, quanh thân viêm dương vần quanh từng đạo khí xoáy hình rồng, mười cái lông ảnh tới quay lui, cả người bao phủ một tầng hào quang mông lung. Bên ngoài nhìn không thấy viêm dương chân dung, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ thân ảnh, nhất cử nhất động đều truyền ra từng đợt tiếng rồng ngâm. Mà! Viêm dương hừ lạnh giơ tay đánh ra một quyền. Chỉ nghe quanh một tiếng, hắc khí tán loạn, quyền thế cường đại u u bộc phát, xuyên qua hắc vụ lộ ra một mảnh cảnh tượng hoang vu cấm địa. Ở trước mắt, xuất hiện một cái thạch trận, mặt trên khắc đầy các loại ký hiệu kỳ quái, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Năm cây cột đá phân biệt đứng ở một phương vị, tạo thành một cái kỳ lạ thạch trận, có lẽ đây chính là cái gọi là phong ấn đi. Chỉ là cột đá toàn thân đen kịt, bốc lên một tia hắc khí, phản phất bị ô nhiễm, ăn mòn, phong ấn lực lượng xuất hiện bạc nhược, buông lỏng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Mười chương phong ấn yêu ma. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Việc một luồng hắc khí hội tụ, hóa thành một bóng đen xuất hiện cách đó không xa. Nhân loại, trung thành với bổn vương, bàn cho ngươi trường sinh bất hủ. Bóng đen vừa xuất hiện, mở miệng chính là một câu này. Viêm Dương nghe xong chỉ muốn cười, bóng đen nói để cho hắn trung thành, sau đó có thể đạt được trường sinh bất hủ. Chuyện ma quỷ này ai tin chứ? Thái tổ trường quyền. Viêm Dương đột nhiên xuất thủ, thi triển trường quyền thái tổ hai tay vung ra, tiên thiên chân khí cường đại hóa thành một đạo quyền ảnh đánh vào trên người hắc ảnh. Thình thịch một tiếng bóng đen trực tiếp bị đánh nổ tung. Nhưng rất nhanh, nghiền nát hắc khí lần nữa tụ hợp gây dựng lại, hóa thành một cái bóng đen lại xuất hiện. Vô dụng thôi, bản vương bất tử bất diệt. Thanh âm lãnh đạm của bóng đen truyền đến, mang theo một tia lành lạnh. Hắn cùng tiếu nói. Nhân loại, quỳ xuống, thần phục bản vương, ban cho ngươi lực lượng vô thường, cho ngươi trường sinh bất tử, thiên hạ vô địch. Ôn ao. Viêm dương hừ lạnh, thân thể nhảy dựng lên, người ở giữa không trung vận sức chờ phát động, thi triển ra năm đạo hoàng quyền một chiêu. Ngũ hoàng phục ma. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, mười cái long hình khí kình cuộn quanh bay múa, lẫn nhau hợp nhất, lại hóa thành năm đạo hư ảnh mơ hồ đứng ở phía sau. Đây là Ngũ đạo hoàng quyền. Ngươi là ai, vì sao có thể nắm giữ năm đạo hoàng quyền? Bóng đen đột nhiên tức giận gầm thét, mà khí cường đại quay cuồng gầm thét. Bùng. Nương theo viêm dương một quyền đánh ra, ngũ đế hư ảnh đồng thời đánh ra một chiêu, lực lượng cường đại âm âm bộc phát, tự như nước lũ quét sạch bát phương. Cơ hồ trong nháy mắt, bóng đen bị đánh tan, mà khí chung quanh bị lực lượng cường đại quét sạch không còn, chung quanh thậm chí trở nên trống trải. Sương đen biến mất, mà khí tán loạn. Viêm dương từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, quanh thân vần quanh 10 cái long hình khí xoáy, từng cái dung nhập trong cơ thể, khôi phục bình thường. Vừa rồi thi triển một chiêu ngũ hoàng phục ma, ngưng tụ ra hư ảnh ngũ đế, chính là một loại quyền ý, là tinh túy của ngũ đạo hoàng quyền. Cái loại quyền ý này, đối với bóng đen có thương tổn cường đại. Nơi này quả nhiên phong ấn một tôn yêu ma. Viêm dương yên lặng nhìn thạch trận trước mắt, năm cây cột đá đã khôi phục một tia hào quang, hắc khí tiêu tán hơn phân nữa. Nhưng hiển nhiên không thể tiêu diệt căn nguyên của bóng đen kia, vẫn tồn tại tai họa ngầm cực lớn hắn đánh giá thạch trận phong ấn trước mắt trong lòng có một loại suy đoán yêu ma này có phải bị ngũ đế cường đại nhất trong lịch sử đại viêm hoàng triều phong ấn hay không hoặc là nói đại viêm hoàng triều ngũ đế mỗi một cái đều đã tới nơi này thậm chí tự tay gia cố phong ấn nơi này yêu ma có người tới về trước đi viêm dương thần sắc khẽ động cảm ứng được mấy cổ khí tức đang nhanh chóng chạy tới biết vừa rồi động tĩnh đã kinh động những người khác. Hắn xoay người nhoáng lên, người như quỷ mị biến mất ở cấm địa sau núi. Vèo vèo. Sau khi hắn rời đi không lâu, rất nhanh đã có ba người nhanh chóng chạy tới nơi này. Ba người vừa đến, nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, lưu lại cường đại chân khí nhất thời kinh đến ba người. Vừa rồi có người tới. Người cầm đầu, đúng là lão nhân túc trực bên linh cửu, sắc mặt hắn ngưng trọng đánh giá bốn phía vừa rồi có người xâm nhập cấm địa, hơn nữa còn xúc động phong ấn, tự hồ ở chỗ này đã xảy ra một lần đại chiến, có chân khí cường đại lưu lại. Ít nhất là một vị tiên thiên cường giả. Thủ linh lão nhân ngưng trọng nói. Hai vị đội trưởng thủ vệ bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc. Hai người khẩn trương nhìn thạch trận, trong mắt mang theo một tia hoảng sợ cùng cảnh giác. Phong ấn càng ngày càng bất ổn. Một gã đội trưởng thủ vệ kích động nói. Tên còn lại lo lắng nói. Phong ấn bất ổn, ma vương rất có thể sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ tháng. Tộc lão, làm sao bây giờ? Hai người đồng loạt nhìn lão nhân. Thủ linh lão nhân vẻ mặt ngưng trọng. Có thể làm sao bây giờ, toàn bộ đại viêm hoàng triều không có năng lực đến chữa trị phong ấn. Thiên hạ tông môn rục trịch, căn cơ long mạch đại viêm bị hao tổn, phong ấn vỡ tan, không áp chế được tôn ma vương bên trong làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Lão nhân túc trực bên linh cửu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phản phất già đi rất nhiều. Làm lão nhân túc trực bên linh cửu, đời đời trấn thủ ở chỗ này, kỳ thật chính là vì trong coi phong ấn. Chỉ có người túc trực bên linh cửu mới chân chính hiểu được, tổ địa đại viêm hoàng triều này vì sao tu kiến, chính là vì dùng long khí đại viêm hoàng triều trấn áp ma vương nơi này. Ba người nhanh chóng rời đi, không dám ở lại chỗ này quá lâu, rất dễ dàng bị ma khí xâm lấn sau đó nhập ma trở thành khôi lỗi. Bọn họ vừa rời đi, trên thạch trận liền trào ra một tia hắc khí. Phong ấn chết tiệt, bản vương sớm muộn gì cũng xé nát nó, lại thấy ánh mặt trời. Trong bóng tối truyền đến một tiếng gầm thét khủng bố. Tiểu tử đáng giận kia lại nắm giữ năm đạo hoàng quyền, chẳng lẽ hắn là hoàng tộc đại viên Trong sương đen, một bóng đen đáng sợ ra sức dãy dụa, rít gào, trên người cuốn quanh năm sợi xích sắt lóe ra ánh sáng. Nó chính là ma vương bị phong ấn ở chỗ này, nhưng lực lượng phong ấn yếu bớt, xuất hiện vết trách, dẫn đến phong ấn yếu bớt, mới cho ma vương có cơ hội thoát khốn. Một khi nó thoát khốn, sẽ khiến cả đại viêm hoàng triều sinh linh đồ tháng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.